trưởng đoàn của cái ban giảng huấn. Thứ hai là giới thiệu đây là cô Đặng Mỹ Hạnh, không có chữ thị. Cô nguyên là giám đốc của trung tâm dạy nghề quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh mình. Cô cũng tham gia, sau này cô tham gia cái công tác giảng dạy với sức khỏe. Thế là anh là chuyên viên về học cổ truyền, ứng dụng của trung tâm của công ty. Còn cái anh mà cầm cái máy chụp hình đó là anh Hồ Minh Vương, cũng mới gia nhập cái đoàn của chúng ta trong cái hiệp hội doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Anh là giám đốc công ty Nano và các sản phẩm về y học dược của cổ truyền. Nói hoài là mình khó chịu, rồi môi trường vân vân. Dĩ nhiên mình sống trong môi trường đó thì mình làm sao mà mình có một cái chế độ sức khỏe tốt nhất. Tôi thí dụ như các bạn là tôi sống thành phố Hồ Chí Minh là 60 năm rồi, nghiêng ngả, nhưng mà mình biết nước sống chỗ nào thì mình sống nó khỏe thôi. Thì báo các anh chị là như thế này, thì bây giờ trong 30 năm đó thì tôi nghĩ rằng là mình phải có những cái phương pháp gì đó ngắn nhất, dễ nhất, hiệu quả nhất, ở đây ai cũng khá nhất hết rồi đó, đúng không, là làm sao mình đạt được một cái tiêu chuẩn sức khỏe. Tôi không cần phải sống cả trăm năm, tôi không cần phải sống cả ngàn năm vân vân, tôi chỉ cần sống gần trăm năm đủ rồi. Gần trăm năm đủ rồi. Đó. Như vậy thì mình không có cần phải mơ gì hết, và mình sống và mình học tập và mình làm rèn luyện sức khỏe mình trên những cái phương tiện mà gần gũi nhất. Các bạn, phương tiện gần gũi nhất là cái gì? Ở nhà thì là cái giường ngủ, đúng không? Cái gì vô là ngủ thôi, mệt quá rồi là cái giường ngủ. Thứ hai là cái ghế ngồi ở cơ quan, ở chỗ nơi làm việc mình. Thì anh chị em vận dụng làm sao hai cái đó. Và chính bản thân tôi cũng như anh chị hồi đó, tôi cũng phải suy nghĩ điều đó. Giờ về nhà các anh chị ngủ từ đêm tới sáng, có nhiều người nói tôi không có thời gian tập thể dục đâu thầy ơi, bận ghê lắm, chị ngủ từ đêm tới sáng có cần 10 phút trên giường tập được không? Chắc chắn là được, đúng không? Thậm chí là cho tôi thêm 15 phút rồi tôi nằm giường nữa kìa. Nhưng mà nằm trên giường không làm gì hết, trong khi các anh chị mở mắt dậy là các anh chị phải vận động rồi. Rồi có nhiều người là không dậy nổi tay đâu, nó chạy ngoài đường, các anh chị thấy không, nó chạy ngoài đường, chạy hao hao, trời nắng trời mưa nó chạy được, mình chạy lát mình chết. Như vậy thì mình phải có một phương pháp của người châu Á, mà phương pháp đó là đã ngàn đời người ta đưa ra rồi, mình chỉ tóm lại làm sao cho gọn hơn và phù hợp với lứa tuổi và cái hoàn cảnh sống của mình thôi và làm việc của mình thôi. Ở 30 đó, có 30 thôi đó, thì bây giờ em cho biết là cái bệnh của người đàn ông, của người con trai, của người đàn ông là bệnh gì? Bệnh gì mà là cái nỗi lo sắp tới của mình? Mời em, nên cứ nói đi, trao đổi thực tế thôi. Em có cái gì lo lắng gì về sức khỏe? Em, ra, mời bạn, bạn tên gì? Nói đi em. Em. Em đi đâu gì đâu, thanh niên. Bao nhiêu tuổi em? Đức đó, 35. 35 là tuổi rất là chín mùi rồi, tuổi mùi á. Rồi 35, như thế thì em quan niệm như thế nào về sức khỏe, và theo em thì từ đây trở đi em có những cái đề gì về sức khỏe, và em có những cái ước ao là lo về vấn đề sức khỏe, bệnh tật rồi. Rồi cảm ơn em. Như vậy thì em cũng chưa trả lời hết cái ý của tôi nữa. Giờ bây giờ cái em lo lắng sức khỏe là cái điều đó là ai cũng lo rồi, đúng không? Rồi môi trường sống cũng ai cũng lo rồi. Nhưng mà về sức khỏe, về cái cánh nam giới á, mình lo dễ gì? Rồi á, mình đã xem những cái tài liệu gì mình đã biết gì? Mời anh, chắc lớn tuổi hơn chút. Mời anh. Dạ, em lo lắng bệnh huyết áp. Huyết áp? Dạ. Nhưng mà tại sao lo? Có dấu hiệu chưa? Có rồi, là nhậu có 2-3 chai nó nhức đầu quá. Vậy ở đây có ai truyền được cho phương pháp anh này không? Nhậu không nhức đầu. Đâu cần phải tôi.